Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Lương Sơn App. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình con app Techlay nha các bạn. Thì vào ngày 15 tháng 8 đó thì nó gặp một cái sự cố trục trặc, dẫn đến là nó đã trì hoãn cái việc mà khai trương đến 16 tháng 8 nha các bạn. Thì vào 15 tháng 8 không khai trương được thì rất nhiều YouTuber và nhiều các bạn khác đã nhân cơ hội này mà đi bóc phốt con app này các bạn. Vào lúc nó chưa ra mắt nữa thì vào ngày 13-14 tây đã có người đi bóc phốt rồi, nói con app này là lừa đảo này kia, app này sẽ sập, cụm tiền khi mà chúng ta nạp vài chục ngàn vào chúng ta đặt trước đó thì nó sẽ cụm tiền. Thì nói chung á, đây là một con app nó được làm lại từ con app Goliath 1 đó các bạn. Thì coi như đây là con Goliath 2 cũng được ha, thì nó sử dụng cái toàn bộ đội ngũ chăm sóc khách hàng cũ ha. Thì nói chung là con Goliath cũ dựng lại đó. Thì con Goliath cũ đó, tồn tại 6 tháng là thì các bạn cũng biết là bây giờ nó không có con app nào có thể tồn tại 6 tháng ngoài con Goliath nữa các bạn ơi. Thì tùy các bạn quyết định thôi, tiền của các bạn mà ha. Thì nếu như mình á, nếu như là mình á, mình chơi là mình không sợ, mà một khi mình sợ là mình không có chơi nha các bạn. Mình phải có cái lập trường riêng của mình, ai nói gì kệ người ta. Mình có cái suy nghĩ, có cái lập trường riêng của mình. Một khi mình chơi, mình bỏ tiền ra là mình phải có cái sự đầu tư, mình suy nghĩ đầu tư về mặt tinh thần. Và thì con app này đến nay là ngày 16 thì nó đã ok đi vào hoạt động. Thì nói chung á là nhà free mà các bạn, cái những cái chạm sạc điện free á, thì có người giành được thì cũng có người không ha, chứ không phải là 100% là chúng ta sẽ giành được. Cho nên là sẽ có những bạn không giành được và có những bạn giành được mấy chạm luôn. Thì hôm nay mình sẽ show cho các bạn coi những cái bạn, những bạn ở trong nhóm của mình nè nha. Đây là mình sẽ kéo lại cho các bạn xem nè, đây là danh sách những thành viên trong nhóm Zalo của mình. Ngày hôm nay họ đã giành mua thành công free, họ chỉ cần bỏ ra 50.000 ha, họ nạp vào là họ, và họ đã giành mua free được những ngôi nhà. Đây là bạn Vũ Hiếu nè, các bạn thấy không, bạn Vũ Hiếu này rất may mắn, bạn Vũ Hiếu này đã giành mua được cái ngôi nhà 4 triệu cho bạn, và 5 ngày sau cái 4 triệu này sẽ tự động bán ra luôn. Cái chạm sạc 4 triệu này sẽ tự động bán ra ha. Nè, dành mua vào ngày 16 tháng 8 nè, sẽ được bán ra vào ngày 21 tháng 8 nè các bạn. Đó, thì các bạn chỉ việc dành mua thành công, sau đó các bạn up ảnh như AD yêu cầu lên ha. Thì 5 ngày sau nó sẽ tự động bán ra và ngân hàng của bạn sẽ tự động tin. Đó, tiền sẽ là tự động chạy về tài khoản ngân hàng của bạn luôn. Nó rất là ngon rồi, mình nói rồi, các bạn không chịu chơi thì thôi, mình cũng chịu thôi. Đây là xây dựng trên nền tảng của con gold cũ nữa, mình không lo lắng gì hết trơn. Đây là bạn Vũ Hiếu nè, bạn tiếp tục nè, vào buổi trưa ngày 16 tháng 8 nè, bạn đã giành mua thành công một cái chạm sạc 200k nữa. Bạn này cực, phải nói là hả, nhân phẩm cực kỳ cao luôn nha các bạn. Đó. Mình thì mình chưa giành mua được cái chạm sạc nào hết trơn, mình đang xui, mình đang chờ tối nay mình sẽ tiếp tục mình giành mua nha các bạn. Thì nói chung nó có 50k, không có ai mà lừa đảo làm cái gì, có 50k các bạn ơi, thì mất cũng sao nữa. Nhưng mà bù lại nè, đó, được. Đây là bạn này nữa nè, chạm sạc bạn Huy nè, được 200k nữa nè, thấy không. Đó, 5 ngày sau là bạn, nó tự động bán ra là 200k tự động chạy về tài khoản này luôn nè. Nói chung là những bạn ở đây chỉ nạp có 50k thôi các bạn ơi, vì app mới ra mà nó phải khuyến mãi thôi thì mới có người chơi được. Đó, đó. Và những cái bạn này là không phải app trả tiền luôn, những người chơi vào sau sẽ mua lại cái chạm sạc của những bạn này và sẽ chuyển tiền cho những bạn này. Đó, app nó chả mất cái gì cả. Đây bạn Khang nè, là 200k luôn nè, free luôn nè. Bạn Sơn Hoàng nè cũng đã dành mua được 200k luôn, free nè. Đó, bạn thấy cũng có rất nhiều người vào buổi trưa hôm nay đã dành mua được nha. Thì bên cạnh đó cũng có rất nhiều bạn không dành mua được, tại vì nó free mà bạn. Nói chung là cũng không phải là ai cũng dành mua được nha các bạn. Thì có người được sẽ có người không. Nè, bạn Sơn Hoàng nè, đã được 200k luôn nè. Rồi bạn Tô Trọng Khải nè, cũng được 200k luôn nè. Rồi hết rồi. À, bạn Nguyễn Dũng nữa nè, cũng được 200k luôn nè, bạn thấy nhiều không? Đó. Bạn Nguyễn.
đó. Bạn thấy bạn bạn Vũ Hiếu nè đó, bạn Vũ Hiếu này rất may mắn luôn các bạn, khi không tự nhiên trong tài sản được 4.2 triệu luôn các bạn thấy không. À, nạp có mấy chục ngàn thôi, tài sản bây giờ lên 4.2 triệu. 5 ngày sau là tự nhiên là ngân hàng báo tin tin bơm 4.2 triệu vô luôn đó. Bạn thấy ngon, như mình nói các bạn á, các bạn không nghe, các bạn không chơi là bây giờ tự nhiên thấy không mất 4 triệu mấy, các bạn thấy không, dựa trên nền tảng của con Dogecoin, cho nên nó là giao dịch giữa người chơi với người chơi nha các bạn. Thì giao dịch giữa người chơi với người chơi hiện tại đang là một cái nền tảng rất là hot, app nào bây giờ sử dụng cái cơ chế mà giao dịch giữa người chơi và người chơi và đảm bảo tồn tại được lâu luôn đó. Con Golem cũ đã như vậy rồi thì bây giờ bạn tồn tại 6 tháng rồi thì cái app này đó, mình nghĩ là cũng tồn tại được, cũng tương đương như vậy đó các bạn. Thì có khả năng thì nó sẽ thấp hơn một chút, mà có khả năng tương đương mà cũng có khả năng là nó tồn tại lâu hơn các bạn. Nói chung là không thể nói trước điều gì, nhưng mà theo cái phán đoán khách quan của cá nhân mình á, thì mình nghĩ nó sẽ tồn tại được lâu ha các bạn. Tại vì giao dịch giữa người chơi và người chơi là chúng ta giao dịch với nhau và nó sẽ ăn tiền hoa hồng của chúng ta, và nó sẽ không có phải trả một khoản tiền nào cho chúng ta cả, cho nên là cái khả năng nó tồn tại lâu được là bảo đảm có. Cái khuyến mãi này nó còn đến 3-4 ngày nữa các bạn. Đối với cái 4 triệu này á, thì nó sẽ trong vòng 3 ngày, tức là hôm nay ngày 16 phải không? À, ngày 16, 17, 18, 19 đó. Tới 19 là hết cái khuyến mãi 4 triệu nha bạn, là chạm sạc 1 á. Còn những chạm sạc 2 đồ đó là nó 4 ngày cho đến ngày 20 lận. Đó là còn 3-4 ngày nữa thì các bạn tranh thủ như bây giờ mình đặt trước. Đó, mình vào mình đặt trước đi, mình lấy free đi. Và sau này là nó không còn free nữa thì chúng ta phải bỏ tiền ra chúng ta mua nha các bạn. Ok, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn nào chưa biết cách đăng ký ha. Thì các bạn sẽ bấm vào đường link mình để bên dưới video này và bên dưới phần mô tả nha các bạn. Thì các bạn sẽ vào một cái giao diện nó như thế này ha. Thì cái dòng đầu tiên các bạn sẽ nhập số điện thoại của mình vào. Và ở dưới á thì các bạn sẽ thấy cái chỗ gửi mã xác nhận, các bạn sẽ bấm vào cái nút gửi mã xác nhận ha. Nó sẽ hiện lên cái màn hình của bạn 4 cái chữ số. Sau khi bạn bấm vào cái chữ gửi mã xác nhận, nó sẽ hiện lên màn hình 4 chữ số. Bạn sẽ nhập 4 chữ số vào cái ô mã xác nhận. Rồi ha. Rồi ở dưới bạn sẽ điền tiếp là cái mật khẩu tài khoản của bạn ha. Rồi dòng tiếp theo là bạn xác nhận lại mật khẩu đó một lần nữa. Rồi tiếp xuống nữa là một cái dòng mật khẩu giao dịch. Nhớ cái mật khẩu này ha. Sau này các bạn thực hiện giao dịch ta nạp hoặc rút tiền á, nó bắt mình phải nhập cái mật khẩu giao dịch này thì mình mới có thể tiến hành giao dịch. Rồi cái dòng tiếp theo á là mã giới thiệu. Cái mã giới thiệu này á, nó sẽ được điền sẵn cho các bạn khi các bạn bấm vào link của mình ha. Rồi các bạn chỉ việc là các bạn bấm đăng ký thôi là ok, sẽ bắt đầu các bạn đăng nhập vào app ha. Thì cái quan trọng nhất á thì mình phải xác nhận tài khoản ngân hàng của mình để các mình có thể nạp tiền và rút tiền nha bạn. Thì các bạn vào phần của tôi ở góc dưới nè, và các bạn bấm vào phần là phương thức thanh toán nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là ở đây mình đã thêm cái thẻ ngân hàng của mình rồi, và mình không thể bấm vào, mình không thể động đậy gì được nó luôn. Còn bạn chưa thêm á, nó sẽ hiện lên cái chữ thêm ở đây, thì bạn sẽ bấm vào cái chữ thêm ở trên góc màn hình để các bạn thêm vào. Thì các bạn cũng điền số tài khoản nè, tên ngân hàng cũng như cái tên chủ tài khoản của các bạn ha. Thì nó cũng dễ lắm bạn. Có đặc biệt một cái là cái tên chủ tài khoản á, các bạn phải viết hoa tất cả nha. Bạn phải đè cái bàn phím, các bạn viết hoa thì nó mới nhập được, còn các bạn viết thường là nó không cho mình nhập. Các bạn lưu ý là cái này mình nhập cho đúng nha, mình không sửa được, mình nhập sai là mình không sửa được nha các bạn. Đó, bạn lưu ý cái chỗ này mình làm kỹ một chút xíu nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thoát ra. Đó, bạn sẽ qua cái mục tổng tài sản ở phía dưới nha các bạn. Rồi các bạn thấy cái chỗ điện phí không? Điện phí ở đây là mình đã nạp 150k rồi nè các bạn. Rồi mình sẽ bấm vào cái chữ điện phí nè để mình nạp tiền nha. Mình nạp điện phí vào để mình đặt cọc các bạn. Mình sẽ bấm vào chữ điện phí. Thì ở đây nó yêu cầu mình nạp là tối thiểu là 50k nha các bạn. Thì ở đây có tên số tài khoản nè, có tên chủ tài khoản, tên ngân hàng nè. Thì các bạn sẽ đi sao chép cái số tài khoản này, bạn qua Mobile Banking, bạn chọn 24/7. Rồi bạn sẽ chuyển khoản cho cái số tài khoản này ha. Thì các bạn cũng kiểm tra đồ kỹ càng trước khi chuyển nha các bạn. Rồi nè, nó để nạp thấp nhất là 50k nè, nạp đơn thành công nè. Bạn cần ghi chú số tài khoản vào nội dung chuyển khoản, tức là khi bạn chuyển khoản á, ở trong cái nội dung chuyển khoản bạn cần ghi cái số điện thoại của bạn á, số điện thoại bạn đã đăng ký app vào nha, cộng với á, bạn nạp 50k thì bạn nhớ là mình nạp số lẻ thôi, thí dụ như 50 rồi đằng sau là 123, thí dụ như 100 ở đằng sau thì 678 chẳng hạn, nó lẻ lẻ như vậy số đằng sau á, thì nó sẽ xử lý cho mình nhanh hơn nha các bạn nha. Hồi lúc trước mình nạp cái số chẵn á và mình quên ghi nội dung chuyển khoản á,
một ngày hôm sau nó mới vào luôn á các bạn. Cho nên là các bạn nhớ lưu ý những điều mình nói nha. Rồi sau đó các bạn sẽ chụp cái màn hình giao dịch thành công lại ở trên cái mobile banking của bạn á, và bạn dán lên đây ngay chỗ cái bill thanh toán nè. Đó, bạn sẽ tải lên ngay chỗ cái bill thanh toán này nha các bạn nha. Rồi các bạn bấm xác nhận, vậy là ok nha các bạn. Rồi mình sẽ nói sơ về những cái trạm sạc điện này ha. Đối với cái trạm sạc điện 1 á thì cái giờ mở cửa nó là 10 giờ đến 10 giờ 20 và cái trạm sạc điện 2 là 11 giờ đến 11 giờ 20 nha các bạn. Trạm sạc điện 3 là 11 giờ 30 đến 11 giờ 50 thì mỗi cái trạm sạc điện nó sẽ mở bán mỗi giờ khác nhau. Và thì đối với cái trạm sạc điện 1 nè thì nó đã kết thúc và bạn thấy không? Thì nó qua giờ rồi. Thì trước khi đến giờ, thí dụ 10 giờ nó mở bán thì 9 giờ rưỡi mình vào mình đặt trước. Cái nút này á, cái nút đã kết thúc này nó sẽ hiện là cái chữ là đặt trước, thì mình vào mình đặt trước. Đến 10 giờ nó mở bán á, bạn vào bạn sẽ 10 giờ nó mở bán, bạn vào cái nút này nó sẽ hiển thị là bắt đầu dành mua. Đó, bạn sẽ bấm vào bắt đầu dành mua. Thì tùy theo mỗi cái trạm sạc điện ha. Mỗi cái trạm sạc điện 2 á thì điện phí nó chỉ có 3.000 thôi. Tại vì cái giá nó thấp có 200.000 đến 1 triệu rưỡi cho nên cái phí đặt trước nó cũng thấp là 3.000 ha. Còn đối với cái trạm sạc điện 1 á thì nó 4 triệu lận, cho nên cái phí đặt trước nó đến 30.000 nha các bạn, cũng tùy theo trạm ha. Thì khi mình đặt mua không thành công á thì cái tiền đặt trước của mình nó sẽ tự động được trả về tài khoản, các bạn không phải sợ là mình đặt thất bại là mình sẽ mất cái tiền đặt trước nha các bạn. Đó, mình đặt không thành công là nó sẽ tự động được trả về ha, rất là ok. Còn khi các bạn đã đặt được thành công á thì các bạn không cần phải làm gì cả, bạn đặt được thành công thì các bạn chỉ cần up ảnh lên như AD nói thôi, và mình chờ 5 ngày sau tự động tiền nó báo về tài khoản ngân hàng luôn, tin luôn, khỏi cần làm gì hết luôn. Đó, tức là ở đây là mua đi bán lại không các bạn. Nói chung là nhưng mà nó có khung giờ mở bán, các bạn hiểu không? Giống như là mở phiên chợ vậy đó, mở giờ nào thì mình vô mình mua giờ đó, mình phải canh giờ nha các bạn nha. Thì nói chung là chốt là có mấy cái sau đây nè. Nói chung cái này nó cũng dễ chơi lắm. À, bạn chỉ cần canh giờ nè, trước 30 phút khi mở cái phiên của trạm sạc điện 1 là 10 giờ đến 10 giờ 20 chẳng hạn đi, thì 9 giờ rưỡi các bạn vào đặt trước. Đó, bạn vào đặt trước một cái xong các bạn thoát ra. Rồi các bạn canh đúng 10 giờ các bạn lại vào một cái nữa. Rồi các bạn bấm dành mua. Đó, các bạn chỉ thực hiện hai bước đơn giản để chúng ta có thể thực hiện kiếm tiền ở trong app này đó. Chỉ hai bước đơn giản thôi, là trước 30 phút bạn vào bạn bấm đặt mua. Rồi đến giờ dành mua, các bạn bấm dành mua. Đó, vậy là xong. Còn dành mua thành công á, thì để im tự động là đến ngày nó sẽ tự động nó bán luôn, và tiền nó tự động nó chạy về tài khoản ngân hàng của các bạn luôn, không cần phải làm gì hết trơn. Rồi các bạn dành mua thất bại á thì cái tiền dành mua đó sẽ được trả về tài khoản bạn luôn, không mất một xu nào hết, các bạn không phải lo gì điều đó. Ok, thì hôm nay mình sẽ cập nhật đơn giản cho các bạn như vậy thôi. Tiếp tục có cập nhật gì mới á, mình sẽ lên video clip mình nói tiếp cho các bạn nghe ha. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm chuông để cập nhật những clip mới nhất của mình cũng như là những sự kiện phát Momo trong tuần của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.